Như vậy là quý vị đang chứng kiến hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu cử tri của mình. Như vậy là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xong quyền và trách nhiệm công dân của mình. Trong ít phút nữa thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dành cho báo chí một cuộc trả lời phỏng vấn. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được dành ít phút để phỏng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và xin được kính thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày hôm nay cử tri cả nước đi bầu cử để bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lúc này thì cảm xúc của Bí thư như thế nào ạ? Và Tổng Bí thư có thông điệp nào muốn gửi tới cử tri cả nước ạ? Trước hết tôi xin cảm ơn các nhà báo đã quan tâm đến cái cuộc bầu cử này. Và tôi cũng rất là vui mừng được các bạn phỏng vấn. Trước hết phải nói là hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động được cùng với cử tri thủ đô và nhân dân cả nước thực hiện cái quyền công dân của mình tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi được biết cuộc bầu cử Quốc hội lần này là lần thứ 15 diễn ra khi đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập, 14 kỳ bầu cử Quốc hội, 35 năm đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021. Và đang bước vào giai đoạn mới phát triển, thực hiện, triển khai thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Đặc biệt là bầu cử lần này lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 131 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, đang triển khai thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là của dân, do dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tôi tin tưởng với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 300 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố, hơn 2 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tôi rất cảm ơn đồng bào và cử tri cả nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, đã rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, luôn cổ vũ, động viên, khích lệ các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng với các cơ quan dân cử, đóng góp cho việc hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt
là trong 3-4 tháng gần đây, mặc dù phải đối phó với đại dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm sản xuất kinh doanh, công tác, cử tri vẫn tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này. Như giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp xúc cử tri, đề xuất các kiến nghị hoặc góp ý kiến cho các ứng cử viên ở Trung ương và địa phương. Tôi tin rằng với truyền thống đại đoàn kết dân tộc ta, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước thiết tha của nhân dân ta, với tình cảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, bà con sẽ đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tránh bầu nhầm, tránh bầu lẫn. Tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra một không khí thật sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông đất nước ta. Vâng, thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khẳng định là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Vậy thì theo Tổng Bí thư, những đại biểu được dân bầu sẽ phải làm như thế nào để phát huy hơn nữa cơ đồ của đất nước, và đặc biệt là mỗi người dân sẽ được thụ hưởng những thành quả phát triển ạ? Vâng, cảm ơn nhà báo. Cũng như mọi đại biểu cử tri cả nước, tôi mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng hiến pháp và pháp luật đã quy định. Nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nói cách khác là phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra hôm nay, thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc như Bác Hồ đã căn dặn. Tôi tin là mỗi đại biểu được bầu hôm nay, cũng như là mọi người mà dù không được bầu thì cũng luôn luôn giữ vững tư cách của một công dân của nước Việt Nam chúng ta. Và những người được bầu hôm nay thì cũng nghĩ như tôi vừa nói, nhận thức sâu sắc như vậy. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân cả nước trao cho hôm nay. Xin cảm ơn các nhà báo, cảm ơn các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế thôi hả?